Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất An Giang. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Long thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Và hôm nay kênh Nhà Đất An Giang xin giới thiệu đến quý anh chị một lô đất nền với tổng diện tích là 106 mét vuông, bề ngang là 4 mét, chiều dài là 26,67 mét. Và đây là miếng đất mà chủ đang cần bán hôm nay đây các anh chị. Hiện tại thì lô đất này chủ đang trồng hẹ nha các anh chị. Lô đất cũng khá là vuông vức và bằng phẳng nha các anh chị. Thì bề ngang 4 mét tính từ vách nhà của nhà kế bên đây các anh chị, kéo qua tới cái đường nước này, đường cộng dây nước này nè các anh chị, là 4 mét bề ngang. Còn chiều dài là 26,67 mét. Tính từ đây nè các anh chị, ở đây có một cái trụ ganh nè các anh chị, kéo thẳng ra đụng với cái mặt đường ngoài kia luôn là 26,67 mét. Rồi, bây giờ em ra ngoài đó quay chi tiết cho các anh chị xem ha. Phải nói là một miếng đất khá là đẹp, bằng phẳng, vuông vức, nằm trong khu dân cư đông đúc nha các anh chị. Mặc dù thuộc xã Bình Long nhưng mà dân cư ở khu vực này cực kỳ là đông luôn các anh chị ơi. Thì một chút nữa em review cái miếng đất này xong, em sẽ chạy một vòng khu vực xung quanh cho các anh chị xem cái mật độ dân cư như thế nào ha. Ở đây có một cái đám rau lan rất là đẹp luôn các anh chị. Hiện tại cái tình trạng lô đất này là sổ hồng chính chủ, pháp lý rõ ràng, không qua trung gian, điện nước, wifi, cống thoát nước là đầy đủ hết các anh chị. Đất là đất full thổ cư, 100% là thổ cư nha các anh chị. Tức là 106 mét vuông là đất thổ cư, không có chen vào cây lâu năm hay là đất ruộng gì hết nha. Nhưng mà hiện tại chủ sử dụng cái phần này nè để trồng hẹ, để có thêm thu nhập thôi. Nhưng mà đất vẫn là đất thổ cư nha các anh chị. Xung quanh thì có cái rau lan này các anh chị, bông trang và một hai cây đu đủ cũng khá là đẹp luôn các anh chị. Rồi ra ngoài đó em quay vào cho các anh chị xem, rồi sau đó em sẽ báo giá cho các anh chị biết ha. Đây nè các anh chị, từ cái trụ ganh mới nãy em chỉ cho các anh chị đó tới cái mí đường này luôn là 26,67 mét đó các anh chị. Các anh chị nhìn lại một lần nữa ha, 4 mét bề ngang tính từ đây nè các anh chị, tính từ cái móc ganh này kéo đụng với vách nhà của nhà kế bên là 4 mét bề ngang. Còn chiều dài tính từ cái mí đường này luôn nè các anh chị, kéo thẳng vô là 26,67 mét. Thì với tổng diện tích lô đất là 106 mét vuông và chủ đang kêu bán với giá là 450 triệu. Có thương lượng cho các anh chị nào thiện chí mua ha. Rồi các anh chị nhìn lại một lần nữa lô đất của chúng ta. Tổng diện tích của lô đất là 106 mét vuông, bề ngang là 4 mét, chiều dài là 26,67 mét. 100% là đất thổ cư nha các anh chị. Sổ hồng chính chủ, pháp lý rõ ràng, không qua trung gian, không tranh chấp. Đất là do hai vợ chồng sở hữu, đồng thuận ký tên cho các anh chị nếu như các anh chị cảm thấy thích và muốn sở hữu lô đất này. Thì từ mặt đường vô tới chỗ nóng này là 26,67 mét, kéo ngang qua là 4 mét, sẽ đụng với cái mí đất của nhà kế bên. Và kéo thẳng ra 26,67 mét, đụng với cái mí đường của con đường bê tông nông thôn phía trước nhà của chúng ta luôn. Đó, đó là diện tích đất mà chủ đang cần bán ngày hôm nay. Và giá chủ đang kêu bán là 450 triệu, có thương lượng nhẹ cho các anh chị nào thiện chí mua. Các anh chị nếu cảm thấy thích lô đất này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ dẫn cho các anh chị đi xem lô đất và gặp trực tiếp chủ đất để thương lượng về giá cả ha. Đây là con đường phía trước lô đất của chúng ta đây các anh chị. Thì con đường này bề rộng thì tầm khoảng 2,5 mét. Thì hiện tại xe ô tô nhỏ vẫn có thể đi được nha các anh chị. Xe máy, xe ba gác thì vô ra thoải mái luôn. Em thấy đằng kia có một cái xe ô tô tải để vận chuyển nông sản của bà con sinh sống xung quanh ở đây đó, chạy ra chạy vô cũng rất là thường xuyên luôn. Đây là cuộc sống xung quanh lô đất của chúng ta đây các anh chị. Hiện tại là em thấy bà con sinh sống rất là đông đúc và sung túc nha các anh chị. Nhà cửa cũng khá là kiên cố. Và trong bán kính 1 km thôi các anh chị có thể đi đến các tiện ích xã hội như là trường mầm non, nè, trường cấp 1, cấp 2, ủy ban xã, công an xã và chợ thì có tới 2 ngôi chợ nha các anh chị. Nếu các anh chị đi về hướng Châu Đốc thì các anh chị sẽ ra được chợ Cái Dầu, thì cũng tầm khoảng 1 km thôi các anh chị.
còn hướng ngược lại theo về hướng Long Xuyên thì các anh chị có thể đi về chợ Cây Dương cũng của huyện Châu Phú luôn, các anh chị rất là thuận tiện luôn. Đây là các anh chị, từ vị trí lô đất của chúng ta, em sẽ chạy một vòng từ vị trí này, em sẽ chạy ra hướng quốc lộ 91 cho các anh chị xem cái mật độ dân cư cũng như là cuộc sống xung quanh ở đây như thế nào ha, để cho các anh chị cảm nhận được cái độ sung túc cũng như là cuộc sống ở đây. Rồi bây giờ mời các anh chị cùng đi theo em nhé. Đây chính là con đường dẫn vô cái nền đất mà chủ đang cần bán ngày hôm nay để các anh chị có thể cảm nhận được cái mật độ dân cư cũng như là cuộc sống xung quanh ở đây cực kỳ là đông đúc và sung túc nha các anh chị. Thì hiện tại con đường bê tông này dẫn vô nền đất ngày hôm nay nó cũng khá là nhỏ, vì chỉ có 2 mét thôi, nhưng mà cái cuộc sống ở đây cực kỳ là sung túc luôn. Và em có nghe nói trong tương lai gần thôi các anh chị, con đường này được mở rộng ra thành lộ 4 mét nha các anh chị, thì lúc đó thì cái giá trị lô đất của chúng ta tăng lên rất là nhiều luôn. Và hiện tại thì đã có kế hoạch rồi các anh chị, bản vẽ cũng sẵn sàng luôn, hai bên nhà các anh chị có thể thấy mọi người đều thục vô sẵn sàng để chuẩn bị thi công con đường này rồi. Thì đây là các anh chị chạy ra theo hướng màn hình thì tầm khoảng 50 mét nữa thì các anh chị sẽ ra được quốc lộ 91 của tỉnh An Giang nha. Và từ quốc lộ 91 này đi vô lô đất của chúng ta chỉ tầm khoảng 500 mét thôi các anh chị, cũng khá là gần. Và đặc biệt một cái là khu vực dân cư và cuộc sống ở đây cực kỳ là sung túc luôn các anh chị, rất là thuận tiện cho các anh chị mua để ở, sinh sống và làm việc lâu dài ở đây. Đây là các anh chị, chính là quốc lộ 91 của tỉnh An Giang. Các anh chị chạy theo hướng này thì tầm khoảng 20 km các anh chị sẽ đi đến thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Còn hướng ngược lại với màn hình của chúng ta đây thì các anh chị sẽ đi về thành phố Long Xuyên thì tầm khoảng 34 km nha các anh chị. Phải nói là cái con đường này rất là sung túc, cái lưu lượng xe cộ của bà con du khách hành hương về thành phố Châu Đốc cũng như là miếu bà chú xứ Châu Đốc đó các anh chị, rất là đông luôn các anh chị ơi. Và theo hướng này là các anh chị chạy thẳng tầm khoảng 1 cây số nữa thôi, các anh chị sẽ ra được các cơ quan ban ngành như là ủy ban, trường học, công an của xã Bình Long và chợ Cái Dầu cũng hướng này luôn các anh chị, tầm khoảng 1 km thôi, rất là gần và thuận tiện ha. Rồi tới đây thì em cũng xin kết thúc video và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.